Happy birthday. Vâng, và xin mời đại diện và chúng ta cùng tiến về chiếc bánh kem và cùng nhau cắt bánh kem. 1, 2, 3. Vâng, xin cảm ơn hai các thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh. Và chúc mừng các em đã chính thức trưởng thành, đã bước sang tuổi 18. Vâng, và chúng ta sẽ cùng hòa mình vào tiết mục cuối cùng trong buổi lễ ngày hôm nay. Tiết mục Bye Bye. Vâng, xin mời tiết mục văn nghệ bài Bye Bye. Mời bạn Thúy Nguyên và bạn Toàn, bạn Nam Trung. Vâng, là xin mời chúng ta sẽ đứng nào để chụp một tấm hình lưu niệm. Xin cảm ơn các thầy cô và cảm ơn đại diện các lớp. Và tí nữa chúng ta sẽ được